Thừa Thiên Huế đã tăng cường huy động cán bộ, chiến sĩ biên phòng từ tuyến biển lên tuyến rừng để mở tăng thêm các điểm chốt, chặn dọc các đường mòn lối mở nhằm kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly những công dân từ Lào trở về theo đường tiểu ngạch. Hiện nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã lập 21 chốt kiểm tra, trong đó có 11 chốt lưu động.